Qua rà soát, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên địa bàn thành phố có 76 vị trí đón trả khách không đúng nơi quy định, tập trung ở một số tuyến đường khu vực có nhiều doanh nghiệp, nhà xe hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh như đường Lê Hồng Phong, quận 10, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Duy Dương, Sư Vận Hạnh, quận 5, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Kinh Dương Vương, quốc lộ 1, quận Bình Tân. Sở Giao thông Vận tải thông tin đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện để giám sát, kiểm tra hoạt động tại các vị trí có hoạt động đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền, chấn chỉnh xử lý các vi phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.